Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. 8 điểm khác biệt giữa phụ nữ độc thân và có chồng. Mỗi cô gái đều mang giấc mộng gặp được hoàng tử và sống hạnh phúc dài lâu bên chàng. Tuy nhiên, cuộc sống sau khi cưới có nhiều biến đổi đặc biệt mà không phải nàng độc thân nào cũng hiểu. 1. Phụ nữ sau khi cưới thường dành phần lớn thời gian cho gia đình hơn là bản thân. 2. Những câu hỏi từ người thân và bạn bè có thể khác nhau, nhưng mức độ khó thì không giảm đi phân nào. 3. Nếu bữa ăn của nàng độc thân có phần đơn giản và buồn tẻ thì phụ nữ lập gia đình có bữa ăn phong phú hơn. 4. Khi độc thân nàng tha hồ lướt web, cày phim, shopping, nhưng khi đã có gia đình nàng chỉ còn biết đến công việc nội trợ. 5. Tuy danh sách quà tặng luôn là vấn đề nhức nhối đối với phụ nữ có gia đình nhưng nó cũng đem đến nhiều niềm vui hơn. 6. Khi độc thân, bố là siêu anh hùng. Sau khi cưới, chồng chính là soái ca. 7. Những mơ mộng cũng khác nhau qua từng giai đoạn. 8. Sau khi cưới, nơi chốn bình yên của bạn không còn là vòng tay của bố mẹ, mà giờ đây nó là nơi bạn được nhìn thấy chồng và những đứa con của mình mỗi ngày. Vì vậy để tăng cường thêm các khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp huyết long là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ, dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Đá mã não đỏ là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ. Ngoài ra còn dùng để trừ tà, rất thích hợp dùng làm bùa hộ mệnh. Trên mặt đá sử dụng mực vàng thần tài có hình ảnh bộ ba linh vật Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất, Thân Tý Thìn, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Gỗ huyết long được gắn với cái tên là gỗ đế vương bởi loại gỗ này thường được sử dụng trong cung điện của vua chúa ngày xưa. Trong phong thủy, gỗ huyết long thường được các thầy sử dụng nhiều bởi tính chất trừ tà, giảm tai ương cho người sử dụng. Vòng tam hợp huyết long được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892 hoặc để lại họ tên, số tờ năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.